Mô hình sản xuất phôi nấm giống là mô hình đầu tiên trên địa bàn huyện Tam Nông được thanh niên Phạm Văn Hưng ở khu 7 xã Thanh Nguyên, huyện Tam Nông triển khai áp dụng. Sau gần 4 năm, mô hình đã phát huy được hiệu quả tích cực, nâng cao thu nhập cho gia đình, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Phóng sự nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10. Tốt nghiệp Đại học Nông lâm Thái Nguyên khoa Công nghệ sinh học năm 2016, Phạm Văn Hưng đã trở về quê nhà để lập nghiệp. Với nguồn kinh phí ban đầu 320 triệu đồng, Hưng đã đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích 300 m², tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để sản xuất phôi nấm giống các loại. Ở đây thì mình đa số tập trung sản xuất phôi nấm sò. Mỗi một ngày thì là sản xuất ra khoảng 2.500 phôi. Một tháng trừ những ngày nghỉ đi rồi thì mình sản xuất khoảng 3 vạn phôi nấm và cung cấp đi tất toàn miền Bắc này. Áp dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường và kinh nghiệm thực tiễn, cơ sở sản xuất phôi nấm giống của Phạm Văn Hưng đã dần khẳng định được uy tín trên thị trường và đang ký kết hợp đồng thu mua với 5 đại lý lớn trên toàn miền Bắc. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm cho thu lãi từ 200 triệu đồng trở lên, tạo công ăn việc làm ổn định cho 9 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 3,5 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Công việc của tôi là đóng bịch và đóng bịch nấm. Một ngày tôi đóng được 300 bịch. Thu nhập một tháng của tôi là từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Thời gian tới chúng tôi sẽ tuyên truyền cái mô hình của đồng chí cho các đồng chí đoàn viên thanh niên khác để học tập, nghiên cứu và để phát triển mở rộng hơn cái chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp của huyện nhà. Mô hình sản xuất phôi nấm giống của Phạm Văn Hưng là cách làm thiết thực, là một điểm nhấn thể hiện sự mạnh dạn, dám nghĩ và dám làm của thanh niên, nâng cao thu nhập cho gia đình, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Đây là mô hình phù hợp với sự phát triển nông nghiệp chất lượng cao và bền vững của huyện Tam Nông.